chưa từng được đánh giá là một thế lực trên bản đồ bóng đá thế giới. Mặc dù vậy, những quốc gia như Nhật Bản hay Hàn Quốc vẫn sản sinh những cầu thủ đã và đang khiến cho người hâm mộ bóng đá từ mọi nơi phải chú ý. Thậm chí tuyển quốc gia Úc được xem là một đội bóng của châu Á nhờ mối liên kết với AFC cũng từng cung cấp cho chúng ta những cái tên đủ sức nặng như Tim Cahill hay Mark Schwarzer. Nhưng khi từng là quốc gia đơn lẻ, những đội bóng thuộc quyền quản lý của AFC vẫn chưa thể đủ sức thử thách những tên tuổi lớn của bóng đá thế giới như Brazil, Đức, Anh, Tây Ban Nha. Theo thống kê về mặt thành tích, chỉ có Hàn Quốc là đội tuyển thành công nhất với thành tích vào đến bán kết một kỳ World Cup. Vì thế, nếu có thể kết hợp được một đội bóng gồm những cầu thủ được xem là xuất sắc nhất châu Á thời điểm hiện tại, thì họ thật sự rất đáng gờm. Nếu FIFA tổ chức một giải đấu lục địa với mỗi đội là những cái tên xuất sắc nhất của châu lục, thì có lẽ bóng đá Á Châu sẽ có cơ hội để lại dấu ấn của mình trên bản đồ bóng đá thế giới. Sau đây, hãy cùng với cả bóng đá đi tìm siêu đội hình của các cầu thủ châu Á hay nhất hiện tại. Những cầu thủ thuộc diện quản lý của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC chứ không riêng gì về những cầu thủ gốc Á, và họ sẽ đến từ mọi giải đấu trên khắp thế giới. Thủ môn Matthew Ryan, Australia. Úc luôn được biết đến là quốc gia có truyền thống và đào tạo những thủ môn giỏi, và thủ môn số 1 ở thời điểm hiện tại của họ, Matthew Ryan, đã ra sân được 58 trận trong mùa áo đội tuyển xứ chuột túi, trong đó có 21 trận dưới sân lưới. Điều này khá đáng chú ý để đem vào đánh giá, vì chúng ta đều biết rằng Socceroos không phải một đội tuyển mạnh, mặc dù không thiếu sự lựa chọn khi phải chọn một thủ thành gốc Á, nhưng Matthew Ryan thực sự hợp lý hơn tất cả. Anh gia nhập Global Brighton and Hove Albion vào năm 2017 và từ đó đến nay vẫn là một chốt chặn đáng tin cậy. Matthew Ryan cũng có một sự nghiệp đáng nhớ khi đã từng kinh qua những câu lạc bộ hàng đầu châu Âu như Gen của Bỉ, Valencia, Tây Ban Nha hay Club Brugge của Bỉ. Hậu vệ trái Ali Adnan, Iraq. Nếu hậu vệ trái kỳ cựu của Nhật Bản là Yuto Nagatomo không thông báo giải nghề vào tháng 3 năm ngoái, thì anh sẽ là một sự lựa chọn không thể chối cãi cho vị trí này. Tuy nhiên, khi tìm kiếm một cái tên thay thế cho vị trí hậu vệ cánh trái, mọi sự gợi ý đều sẽ dẫn chúng ta đến với tuyển thủ quốc gia Iraq Ali Adnan. Với hơn 40 trận ra sân cho những con sư tử vùng Lữ Hà, anh đã có cho mình 4 bàn thắng và 7 kiến tạo, được truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ gọi là Gareth Bale của châu Á. Ali Adnan là mẫu trung vệ có xu hướng tấn công và sở hữu lối chơi hiện đại. Tuy có ngoại hình to lớn, nhưng tốc độ của anh vẫn cực kỳ đáng gờm và anh luôn sẵn sàng khuấy động cả hành lang cánh mỗi khi có cơ hội. Với cái chân trái cực dẻo, những đường truyền bóng của Ali Adnan luôn mang theo sức sát thương khá lớn. Không những vậy, kèo trái của anh cũng đủ uy lực để thực hiện những pha sút xa đầy tính bất ngờ. Sau một thời gian được cho mượn và thi đấu cực kỳ ấn tượng, Vancouver Whitecaps đã chịu móc hầu bao để đưa anh về với MLS. Trong suốt sự nghiệp của mình ở cấp độ câu lạc bộ, Ali Adnan đã chơi 153 trận đấu, có chính mình 6 bàn thắng cùng 19 kiến tạo. Với riêng người hâm mộ bóng đá Việt Nam, hẳn chúng ta vẫn chưa quên pha đá phạt tuyệt đẹp của Ali Adnan đánh bại Đặng Văn Lâm ở phút 91 trong khuôn khổ Asian Cup 2019. Hậu vệ phải, Hiroki Sakai, Nhật Bản. Hiroki Sakai là một cỗ máy nhanh nhẹn và không biết mệt mỏi. Cầu thủ hiện đang khoác áo câu lạc bộ Marseille. Anh đã ra sân trong mùa áo tuyển quốc gia 61 lần, chỉ có được duy nhất một bàn thắng nhưng có đến 11 kiến tạo. Hiroki còn được biết đến là một hậu vệ với lối chơi chắc chắn cùng với khả năng không chiến đáng nể. Hiroki Sakai không phải là dạng cầu thủ lạm dụng kỹ thuật nhưng lại rất đáng tin cậy và luôn mang đến cảm giác an toàn cho những người đồng đội chơi xung quanh. Với Marseille, cầu thủ người Nhật Bản đã có tổng cộng 142 lần ra sân, đóng góp 2 bàn thắng và 12 kiến tạo. Với sự đảm bảo của Hiroki phía sau, những cầu thủ chạy cánh không phải lo lắng về khoảng trống họ để lại mỗi khi dâng cao tấn công và cũng không thường xuyên phải lo lắng về việc lui về hỗ trợ phòng ngự. Anh còn có thể chơi tốt ở những vị trí khác như hậu vệ trái, trung vệ và tiền vệ phải. Điều này cho phép các huấn luyện viên thoải mái hơn trong việc lựa chọn cầu thủ người Nhật Bản cho đấu pháp. Giờ đây ở tuổi 30, Hiroki Sakai đã khẳng định được mình và có tiếng nói quan trọng trong cả đội hình Marseille lẫn tuyển Nhật Bản.
trung vệ Maya Yoshida, Nhật Bản. Maya sẽ góp mặt trong đội hình của chúng ta hôm nay với vị trí trung vệ lệch phải. Anh lại là một sự lựa chọn đầy kinh nghiệm khác từ những Samurai xanh. Hơn nữa, trung vệ của Southampton cũng có một sự nghiệp rất đáng nhớ tại trời Âu. Maya Yoshida hiện đang mang băng thủ quân tuổi Nhật Bản và đã ra sân tròn 100 trận đấu cùng với thành tích 11 bàn thắng ghi được, một con số thật sự đáng nể với một trung vệ. Ở cấp câu lạc bộ, anh thuộc biên chế của Southampton nhưng đang được cho Sampdoria mượn. Khi còn khoác áo những vị thánh, Maya Yoshida đã có được tổng cộng 194 lần ra sân và ghi được 9 bàn thắng cùng với 4 kiến tạo. Anh cũng có khả năng chơi dạt cánh phải như Sakai, điều cung cấp thêm sự linh hoạt cho những nhà cầm quân. Châu Á không có nhiều nhân sự sáng giá cho vị trí trung vệ, do đó Maya Yoshida rõ ràng là một sự lựa chọn không tồi nhờ kinh nghiệm thi đấu với những câu lạc bộ hàng đầu, sự chuyên nghiệp và cả thể lực dồi dào. Trung vệ Morteza Puraliganji, Iran. Như đã nhắc tới ở trên, châu Á không có nhiều sự lựa chọn cho vị trí trung vệ. Tuy nhiên, tuyển thủ người Iran là một sự khác biệt. Bất kỳ ai theo dõi hành trình của Iran tại World Cup 2018, hẳn là đều nhận thấy được dấu ấn của Morteza Puraliganji. Iran giữ được thành tích bất bại trong suốt giai đoạn vòng loại và điều đó chắc chắn là nhờ vào hàng phòng ngự chơi cực kỳ kiên cố. Bên cạnh đó, hầu hết những chiến thắng của họ đều có rất ít bàn thắng. Điều một lần nữa cho thấy được, hàng công của Iran không phải là chìa khóa thành công của họ. Thậm chí, đến khi vào đến vòng bảng, Iran vẫn giữ được một thành tích ấn tượng khi chiến thắng trận đầu tiên trước Maroc với tỷ số 1-0 để thua Tây Ban Nha với một bàn duy nhất và hòa Bồ Đào Nha một đều. Đáng chú ý, khi hàng thủ của những hoàng tử Persia phải đối mặt với những chân sút thượng thặng như Hakim Ziyech, Anime Harit, Diego Costa, Andres Iniesta, Ricardo Quaresma và đặc biệt là Cristiano Ronaldo, một phần không thể thiếu của hàng thủ này là Puraliganji. Anh chỉ mới ra sân cho tuyển quốc gia 34 trận, nhưng khi nhìn vào tài năng của cầu thủ người Iran này xem, hẳn là anh còn nhiều cơ hội để cống hiến trong mùa ảo tuyển quốc gia. Tiền vệ phòng ngự Odin Ahmedov, Uzbekistan. Trong hàng tiền vệ 3 người, vị trí chốt chặn phòng ngự sẽ thuộc về cầu thủ người Uzbekistan, Odin Ahmedov. Anh đang là cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá nước này, đồng thời cũng đang nắm giữ chiếc băng thủ quân. Odin hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ Thượng Hải SIPG, chơi bên cạnh những tên tuổi như Oscar hay Hulk. Tiền vệ kỳ cựu này từng có thời gian phục vụ cho Krasnodar và AZ Makhachkala khi thi đấu ở giải đấu cao nhất nước Nga. Tuy thi đấu ở một vị trí không mấy thuận lợi cho việc ghi bàn, nhưng Ahmedov cũng đã chọc thủng lưới đối phương đến hơn 20 lần sau 104 trận ra sân cho Sói Trắng. Anh có thể chơi như một tấm khiên vững chắc, che chắn trước hàng phòng ngự 4 người, nhưng đồng thời cũng có thể xé toang vào lưới đối phương bằng những đường chuyền sáng tạo. Một tiền vệ siêng năng, đáng tin cậy và thông minh, Odin Ahmedov chắc chắn là một sự lựa chọn sáng suốt, giúp đỡ những người đồng đội của mình yên tâm khi tham gia tấn công. Tiền vệ trung tâm Aaron Mui, Australia. Cầu thủ thứ hai đến từ xứ sở chuột túi góp mặt trong siêu đội hình này là Aaron Mui, là cầu thủ xuất sắc nhất nước Úc và là một trong những tiền vệ giỏi nhất trên bình diện châu Á hiện nay. Anh là một phần không thể thiếu và là nguồn cảm hứng cho hành trình thăng hạng của Huddersfield Town. Aaron Mui đã có được 7 bàn và 14 kiến tạo sau 44 trận khoác áo Socceroo. Anh là một tiền vệ thông minh, lối chơi có phần hoa mỹ và anh cũng có thể là người sẽ kéo giãn hàng phòng ngự đối phương bằng khả năng đi bóng. Khả năng quan sát và chuyền bóng chuẩn xác sẽ cung cấp thêm tính sáng tạo cho siêu đội hình châu Á. Tiền vệ trung tâm Shinji Kagawa, Nhật Bản. Kagawa là một cầu thủ đủ giỏi để bất kỳ một huấn luyện viên nào cũng phải thấy tiếc khi loại ra khỏi đội hình. Và trong ý kiến riêng của chúng tôi, anh có thể là cầu thủ xuất sắc thứ hai của bóng đá châu Á hiện nay vẫn còn đang thi đấu. Kể từ khi ra mắt tuyển quốc gia, Shinji Kagawa đã chơi tổng cộng 97 trận, ghi được 31 bàn thắng và 20 kiến tạo. Có một điều đặc biệt ở Kagawa, đó là mặc dù anh không trực tiếp tham gia vào bàn thắng, thì tầm nhìn, khả năng di chuyển và tầm hoạt động rộng chắc chắn sẽ gây rất nhiều ưu phiền cho đội hình đối phương. Với một đội hình 4-3-3 cơ bản, khi tấn công chuyển qua 4-2-3-1 và khi chuyển về 4-3-3 khi phòng ngự, Shinji Kagawa chắc chắn sẽ là chất bôi trơn tuyệt vời để không thể thiếu cho đội hình này có thể hoạt động một cách linh hoạt và trơn tru.
tiền đạo trái Son Heung-min, Hàn Quốc. Son chắc chắn là ngôi sao sáng nhất trong siêu đội hình châu Á và chắc chắn cũng là cầu thủ châu Á xuất sắc nhất thế giới thời điểm hiện tại. Anh tạo nên tên tuổi của mình ở Đức trong mùa áo của Hamburg, ghi 20 bàn và 3 kiến tạo sau 79 trận chơi cho đội bóng chủ sân Wolfsburg Stadion. Sau đó, Son Heung-min chuyển sang chơi cho Bayer Leverkusen trong vòng 2 năm, ghi được 29 bàn và có 11 kiến tạo. Sau những chuyến phiêu lưu ở Đức, anh đạt được điều mà rất ít cầu thủ châu Á có thể làm được, đó là thành công ở Premier League. Son Heung-min ra sân trong mùa áo tuyển xứ sở kim chi 89 lần, ghi được 26 bàn thắng và có 15 kiến tạo. Tiền đạo 27 tuổi, thằng tiến chóng mặt sau khi chuyển đến thi đấu cho Tottenham Hotspur và cho thấy được tầm quan trọng của mình trong đội hình của gà trống. Son có thể chơi nhiều vị trí như cánh trái, trung lộ, cánh phải, hậu công và cả tiền vệ tấn công. Tuy nhiên, Son thể hiện được tất cả phẩm chất của mình khi được chơi bên hàng lang cánh trái, nơi mà tận dụng được lợi thế tốc độ để đánh bại đối thủ và cuối cùng là khả năng dứt điểm chết chóc của mình. Vì vậy, đây sẽ là vị trí mà Son Heung-min được giao trọng trách trong đội hình 11 người này. Tiền đạo phải Tom Rogic, Australia. Tom Rogic sở hữu kỹ thuật tuyệt vời, luôn tìm cách để xé toang hàng phòng ngự đối phương và thường xuyên đem về những bàn thắng. Đã ra sân 45 trận cho Socceroos, Tom Rogic ghi được 8 bàn thắng và 2 lần dọn cổ cho các đồng đội. Anh cao đến 1m88 nhưng vẫn sở hữu tốc độ tuyệt vời. Vì thế, tiền đạo người Úc thường tận dụng lợi thế này để đánh bại những đối thủ và tận dụng chiều cao để tạo nên những mối đe dọa với khung thành đối phương mỗi khi nhận được một quả rơi bóng thuận lợi vào bên trong. Mặc dù vậy, trong mùa áo câu lạc bộ Celtic, Tom Rogic thường xuyên thi đấu ở vị trí tiền vệ công và chỉ đạt một vài thành công nhất định ở vị trí cánh phải sở trường này. Nhưng cũng giống như trường hợp của Shinji Kagawa, Tom Rogic chắc chắn là một cái tên xứng đáng góp mặt trong siêu đội hình này. Anh cũng được biết đến là một cầu thủ cực kỳ đa năng khi có thể thi đấu đến tận 7 vị trí khác nhau trên sân. Trung phong Sadar Azmoun, Iran. Mặc dù tuyển quốc gia Iran được biết đến phần nhiều nhờ vào khả năng phòng ngự, nhưng Sadar Azmoun là một ngoại lệ trên hàng công. Tiền đạo 25 tuổi này sở hữu lối chơi cực kỳ thông minh, sáng tạo, khả năng không chiến đáng nể nhưng ít khi tham gia đủ tốc độ. Được người hâm mộ quê nhà gọi là người thừa kế của tiền đạo huyền thoại người Iran Ali Day, Azmoun đã ghi được tận 31 bàn thắng chỉ sau 41 lần ra sân cho tuyển quốc gia và là một phần không thể thiếu trong chuyến hành trình đến với World Cup 2018 của những vị hoàng tử Persia. Trước khi đầu quân cho Zenit ở thời điểm hiện tại, Sadar Azmoun từng khoác áo những câu lạc bộ như FK Rostov và Rubin Kazan. Anh thường xuyên có mặt trong khu vực vòng cấm, ít khi tham gia nhiệm vụ phòng ngự và xây dựng lối chơi, chủ yếu chờ đợi sự phục vụ từ đồng đội để đưa bóng vào cấm địa và nhận trọng trách đảm bảo mảnh lưới của đối phương sẽ phải rung lên. Trong một đội hình không thiếu đi sự sáng tạo, một tiền đạo mục tiêu như Sadar Azmoun là sự chắc chắn cho công sức của họ sẽ luôn có đầu ra hoàn hảo. Trên đây là siêu đội hình 433 bao gồm những cầu thủ sáng giá nhất của bóng đá Á Châu thời điểm hiện tại. Bên cạnh đó, trên băng ghế dự bị của siêu đội hình này, chúng ta cũng không thể quên những tên tuổi đang lên và cực kỳ hứa hẹn khác trong tương lai như Takefusa Kubo, Lee Seung Woo, Lee Woo, Minamino, Majid Hosseini, v.v. Nhưng với mục tiêu là lựa chọn những cầu thủ đã có những đóng góp nhất định cùng với phong độ tốt nhất thời điểm hiện tại, thì 11 cái tên trong siêu đội hình này đã được chúng tôi lựa chọn để tối ưu nhất có thể. Vừa rồi là ý kiến của cả bóng đá dành cho siêu đội hình hay nhất Á Châu thời điểm hiện tại. Còn về phía các anh em đồng bóng, còn cái tên nào cũng xứng đáng góp mặt trong siêu đội hình này mà chúng tôi chưa liệt kê, hãy để lại comment bên dưới video. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những siêu đội hình khác trên cả bóng đá.